Bạn nào có nhu cầu hãy đến với showngakira.vn, show bán nick Free Fire uy tín bảo mật cao, nạp thẻ không chiết khấu 50.000 được nửa lít, quay tay vận may kim cương lật hình các kiểu con đa điểu, chỉ có tại showngakira.vn hoặc là không. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về reaction TikTok Free Fire. Và dạo gần đây chắc là mình sẽ làm video đều đều hơn, cho nên là kênh này vẫn sẽ khoảng 1 đến 2 ngày là có một video thôi. Sorry các bạn rất là nhiều, mình nói hơi oải một tí tại vì trời nóng quá mấy ông ạ. Tôi đã bật một cái quạt rồi nhưng tôi không dám bật quạt thẳng vào thốc thẳng mặt tôi. Thay vì là thốc thẳng mặt tôi thì nó sẽ rất là ồn vì cái mic của mình nó để ngay đây. Ví dụ thốc một cái quạt vào nó sẽ vực nghe rất là khó chịu. Còn cái điều hòa của mình nó bị hỏng các bạn ạ. Cay vãi nổi ra trong cái phòng này, nó kín, nó có cái điều hòa mà nó bị hỏng mấy ông ạ. Cho nên tôi phải mở cửa ra kìa. Không bỏ con để đi. Chúng ta có đến video mới của Subi TV nào. Khi bạn gặp phải đứa dây cứ đòi yêu mình và cái kết. Ok. Được rồi, cái tiêu đề lúc nào mình đéo hiểu gì cả. Mình xem mới hiểu. Ui, nóng thế, tự dưng vừa vào gặp bạn nữ rõ xinh, tự dưng người mình nóng thế. Hứa thế, cháy mồ hôi. Take a ride in my gold, gold. Chả hiểu gì cả. Anh ơi, em hỏi thật nhá, anh có lòng tin vào đàn bà không? Đéo. Cái gì cơ? Đàn bà? Đàn bà là cái gì? Ôi đàn bà. Ôi đàn bà là những niềm đau. Ôi đàn bà. Tự dưng bất mẹ cái giáp. Nguyễn Quốc Dân. Tôi chắc nào con đàn mình mà giờ nó chuyển qua con đàn khác rồi. Cái này đấu thường chắc luôn mấy ông ạ. Em đang kiếm tìm người đàn ông từng đấu thường trải. Thôi có gì đâu. Chua cay thật sự. Ủa? Chua cay thật sự trong đời anh chỉ có thể là Omachi có 102. Dưa cải một nắng, hạ thủ muối chua, thịt bò. Dạ chị bước vô phòng rồi leo thẳng lên bàn thờ ngồi luôn đi chị. Tao nói chơi mày làm thiệt mày. Lực lậu. Thăm ngàn. Kẹp ngân. Thăm ngàn. Kẹp ngân. Chạy ni. Đai riêng. Mì kín. Chui lửa. Phòng xảy. Mìa rắn. Ốp ưm. Mây bùi. Thăm ngàn. Cái giao diện này thì tận cái thời lúc mình mới vào chơi game. Trong khoảng tháng 8. Trời ơi, giọng hát dễ thương. Đít này mà đẩy thì phê thôi rồi. Đâu anh nhìn ở bên đấy mà. Giờ tôi mới để ý là logo của nó là logo của Pornhub mấy ông ạ. Pornhub các bạn muốn biết là gì, các bạn tra Google nhá. Một trang web, một nền tảng web, không, một địa chỉ trang web có chứa các loại bộ phim mang tính chất văn hóa giáo dục cao. Tôi nghe thấy nhạc khiêng hòm. Chuẩn bị khiêng. Có việc rồi. Đánh đổi tất cả để đòi những từ những tình bạc tai, để khiến chị ác, để khiến chị khác, để trả chị sự cô đơn. Thập tứ quý trả cho được nợ tình, nợ tiền, nợ người vô ơn. Ok,
Đùa chứ cái điệu nhảy mặc định của Capella này nhảy nhìn nuột nhờ với ông nhạc đánh bông, nó phải gọi là chuyên nghiệp vãi trưởng luôn, như kiểu mẹ tôi đánh trứng vậy. Là cuộc đời, một khi đã chơi là chơi cho tới, không thì đừng cố ra học lực chơi. Đâu ai tên sót cho cố nhân, tha nồi ai tháo cho tấm thân. Yêu đương này hóa hình thôi soi đá làm đường, đạt bước in dấu chân. Thôi thôi quên hết đi, bao nhiêu nước mắt trên khóe mi. Còn mai hiểu thấu cuộc đời này đâu nên thôi qua khi xin khép đi. Chú thấy khi xưa đừng chung đường, dãy nắng dầm mưa nào ai lường. Ánh mắt đôi môi càng bẽ mang, tình đắm tình chìm tình. Đùa, trong game nhìn không ngon, mình đang đéo hiểu video có nghĩa gì. Nhưng mà đến đoạn sau mình thấy có hai cái ảnh ngoài, thật là mình thấy video có ý nghĩa ở đấy. Ý nghĩa của video là đây chứ đâu. Chơi led ở đây chứ đâu. Áo đỏ chứng tỏ vợ anh. Lại là nhạc của Chí Nguyên à? Ông trời tạo ra địa chấn. Thôi đừng quẩy nữa, tắt nhạc của em gái. Em mệt lắm ơi, trời nóng anh chị ơi. Trời nóng. Cháu hiểu sao nhạc này quẩy lâu thế này. À, ok thế này. Đầu lòng hay ả tôi nghe. Thúy Kiều là chị. Em là. Ngày xưa em bán bồn cầu, không có tiền nên làm lao cơm. Thúi quá, ai dễ mà không chịu giỏi nha. Nhưng thời nay em bán chai lăn nát. Mãi vô mấy anh chị ơi, mãi vô 8 tỷ một chai, mãi vô siêu rẻ siêu giảm giá. Bao thơm luôn các anh chị ơi, mãi vô, lăn một lần là nghiện luôn. Thứ nhất là mình đang thắc mắc là chai này có lăn bẹn được không. Tại vì mình không bị khăm nách cả, mình không bị hôi bẹn. Nhưng mà ít ra vào bẹn nó có tác dụng hơn. Thứ hai là tôi quên mất tôi không nhìn thấy video của gà rán trên giòn. Tôi lại tưởng là nó bắt tôi quẩy tiếp nên tôi tính trốn. Cầm 379. Tôi biết mà. Thực trạng 379. Đứa nào cũng cầm 379 tỏ quậy vào trong sưởng huấn luyện. À, trong phòng huấn luyện. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha. Ăn cơm thì nó dễ. Thánh tăng 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 tăng, thấy thiếp có đẹp không? Quỷ A Di Đà Phật. Nghe nói thánh tăng thích uống nước suối phải không? Lấy em đi rồi uống nước suối ngập mặt luôn. Không được đâu, không được. Anh mà lấy em sẽ cho anh cả cái công ty này luôn, chịu không? Tới lúc đó mỗi ngày đi giao nước cho em, còn em nhà đếm tiền thôi. Không được, ta là người đã tu hành, ta cần kinh sách chứ không cần kinh doanh. Đừng có mơ, hãy đợi đó. Ghép từ cái phim này vào mà hay đấy. Lại là Trần Đức Bo. A few moments later. Trở lại học sau 4 tháng nghỉ dịch. Sao lại mà? Tạm biệt bốc lê mô bay. Tạm biệt nhóm phi bài nha. Tạm biệt hồi đánh liên quân. Mai ta phải đi học rồi. Bùm hên quên sao được. Ngày cày game thâu đêm. Hello Susie. Hello Peppa. We can be friends again if you say sorry. I'm sorry I said you cheated. Even though you did cheat. Gắt.
À, thế hóa ra là cái thằng kia chỉ đợi cái đứa này chấm chết đứa còn lại để còn yêu nhau à? Ok, chắc là đây video của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Nếu các bạn thích các video của mình, đừng quên để lại trên xin một like, một đăng ký và đừng quên là bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình cứ sau video mới nhất nha. Và đừng quên là mình livestream mỗi ngày vào lúc tầm khoảng 1 giờ chiều ở trên cả kênh Hùng Akira và Hùng Akira Mobile. Tùy tâm, ngày nào thích stream kênh nào thì stream kênh đó. Nhưng mà stream ở buổi tầm buổi trưa chiều chiều nhá. Nếu như bạn nào chưa biết được like của mình là 1 giờ chiều thì các bạn sẽ biết. Còn bây giờ xin chào, chúc các bạn một tốt lành. See you again, bye bye.